Đây là chiếc lúc này hiện đang được đặt tại tòa nhà sản phẩm của công ty. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về bể bơi bốn mùa nơi chúng tôi đang làm việc. Được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh, thể thao và giải trí, bể bơi bốn mùa có thể tích 250 mét khối, được làm tại tầng mờ giữa khuôn viên của hai tòa tháp dân cư và tháp văn phòng. Bể bơi bốn mùa bao gồm bể dành cho người lớn, có độ sâu lần lượt là từ 110 cm đến 160 cm, bể bơi dành cho trẻ em có độ sâu từ 40 đến 80 cm, được trang bị khá hiện đại với hệ thống gia nhiệt bể bơi, lọc thông minh, lọc cát, hệ thống bơm tạo sóng, hệ thống bơm nước tuần hoàn, luôn đảm bảo bể bơi sạch sẽ và ổn định nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Trên đây tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn về bể bơi bốn mùa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.